Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Điện Máy Huy Hoàng em nhé. Hôm nay thì em giới thiệu với các bác cái sản phẩm máy phát cỏ Vinafarm anh em. Đó, con này nó là Vinafarm thương hiệu của Việt Nam này, tự hào thương hiệu Việt. Đấy, Vinafarm con này là nòng 36 ly nhá anh em nhá. Đó, máy mới đập hộp luôn, khi mà gửi cho các bác luôn là máy mới đập hộp luôn nha. Đó, cái bộ này thì hiện tại giá chỉ còn có 1 triệu 3 một bộ thôi anh em ạ. 1 triệu 3 một bộ là cái máy dạng đeo lưng. Đó, bên em đang công ty đang thanh lý nên bên em ôm được số lượng lớn này. Đấy đây anh em, cần biết này, đầy đủ trọn bộ cho anh em luôn nhé. Đó, nó kèm cho bác là dao, dây đeo, ổ cước đầy đủ cho bác luôn. Đồ nghề tháo bở máy đầy đủ luôn. Đó, con này thì sử dụng động cơ 2 thì, xăng pha nhớt, bít tông của nó là 36 ly anh em. Đó, máy nó thiết kế rất là chắc chắn này, ốc này. Ốc là ốc màu trắng, làm rất là chắc chắn đẹp cho anh em luôn. Đó, bít tông, rên đồ là 36 ly. Bình xăng con là bình xăng con, lại là bình xăng con chế hòa khí, loại bình xăng trên nhá. Đấy, cái này thì anh em này làm nó thiết kế không bao lô, máy thì có thể xoay đi xoay lại được, có mấy chân nhún như anh em này, dây đeo rất là êm này, dây đeo rất là dày và êm nhá. Đó, cần thì là ống cần 26 ly, đó, ống cần 26 ly cần dày, có khúc ruột gà để cho anh em di chuyển này. Đó, dây gà cũng dày dặn nhá. Đấy, con này thì giá chỉ còn có 1,3 triệu anh em. Anh em không thể tin được đâu, cái máy mới mà nó còn 1,3 triệu anh em, nó còn rẻ hơn cả một cái máy cũ nữa luôn. Đấy, trong video này thì số lượng bên em chỉ còn có đúng 50 cái thôi anh em nhé. Chỉ còn đúng 50 cái thôi. Anh em nào mình muốn mua thì nhanh tay mình liên hệ qua bên em để đặt hàng. Số điện thoại bên em có để trên video nhé. Có để trên video luôn, số điện thoại 0345 050399. Vì bên em sẽ ship tận nhà cho anh em luôn. Nhận hàng là anh em được kiểm tra hàng thoải mái, ok anh em mới thanh toán. Nên là anh em yên tâm luôn. Đó, cuối clip bên em sẽ đi phát thử cho anh em để anh em nghe tiếng máy nhá. Đó, nghe tiếng máy khi mà máy hoạt động nó sẽ như thế nào. Con này nó là sản phẩm mới đập hộp luôn nên là anh em yên tâm về chất lượng nhá. Máy mới thì hoàn toàn nó không bao giờ có lỗi đâu. Đó, anh em không phải lăn tăn về là sợ là cái máy nó có lỗi không nhá. Em sẽ giật test thử cho anh em nghe tiếng máy này. Đấy, anh em nghe tiếng máy giật rất là dễ nổ luôn này. Đó, có khóa xăng nhá. Khóa xăng này. Khi mà anh em di chuyển đi thì anh em khóa lại giúp em. Đấy, cứ nào bắt đầu mình sử dụng thì mình mở khóa ra này. Đấy, có cần đóng e đầy đủ cho anh em này. Đó, bình xăng nằm phía trên nhá. Bugi cũng nằm phía trên luôn. Rồi test lại cho anh phát nữa này. Đó, tiếng máy cực kỳ êm ấm cho anh em luôn nhá. Đó, tí em sẽ test thử cho anh em. Đấy, chiếu 1,3 triệu anh em. Đấy, khung ba lô này, khung ba lô này. Có miếng đệm sau rất là êm chắc chắn cho anh em luôn nhá. Đó, dây đeo cũng rất là dày, bản rất là to này. Đấy, tha hồ cho anh em sử dụng, giá chỉ có 1,3 triệu. Đó, nó rẻ hơn cả một máy cũ luôn, anh em không thể tin được luôn ấy. Đó, chỉ có cái giá với công ty thanh lý mới có giá này thôi anh em. Bình thường con này là nó phải trên 2 triệu đấy anh em. Nếu anh em mua là cái thời điểm mà nó chưa không có giá thanh lý ấy, bên em ôm được cái số lượng nó rất là tốt cho anh em luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ đi vào phát thử cho anh em nghe tiếng máy nha. Đó, phát thử cho anh em không mưa này. Chỗ em nó đang mưa. Con này thì nó đeo trên lưng, phù hợp cho anh em mình phát ở những cái khu mà nó vướng víu, nó không thoải mái rộng nha. Chung là anh em phát cỏ là thoải mái luôn nhá. Riêng về chất lượng máy là bên em cam kết anh em luôn. Con này nó là hàng xuất xứ của công ty chính hãng luôn. Nên là chất lượng cũng ok anh em nhá. Đó, cầm rất là tiện lợi này. Khi mà anh em lên dốc anh em cầm này, cực kỳ tiện lợi luôn. Giá chỉ có 1,3 triệu. Anh em nào lấy thì cứ liên hệ trực tiếp qua bên em nhá. Đó, xin cảm ơn tất cả các bác nhá. Các bác nhớ follow kênh của em để